Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tỉnh Sơn La đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023, tổng số vốn được giao trên 274,2 tỷ đồng, trong đó vốn năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023 trên 158,2 tỷ đồng. Vốn năm 2023 là 116 tỷ đồng ngân sách huyện quản lý. Đến nay toàn tỉnh đã có 59 trên 188 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn tỉnh đạt 9,92 tiêu chí trên xã, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 bản biên giới đạt chuẩn nông thôn mới, 13 bản đạt chuẩn nông thôn mới, 6 bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thành phố Sơn La hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, huyện Quỳnh Nhai đạt 4 trên 9 tiêu chí, 19 trên 36 chỉ tiêu theo bộ tiêu chí huyện nông thôn mới. Những tháng cuối năm, tỉnh Sơn La tiếp tục chỉ đạo các cấp các ngành triển khai hiệu quả các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của chương trình năm 2023, để nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã, nhất là ở những xã nghèo đặc biệt khó khăn, tập trung hỗ trợ triển khai xây dựng nông thôn mới, cấp thôn, bản ở các xã dưới 10 tiêu chí, tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, trong đó ưu tiên thúc đẩy phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị.